Bộ 280 Bến Tre xong này lên cho cầu Mã Niken luôn cho nó lịch sự, chi phí thêm chút mà vô Abu Ghraib 125 độ nè cho nó chắc ăn. Nắp này chưa bắn, mới làm xong nè. Tối nay xả tới 9 giờ sáng mai sạc lại gửi cái vỏ thùng mạch xếp lót giao tiếp với biến tầng có rồi nè, mà thấy nó cắt mấy cái đường này không đẹp là không chịu luôn. Này làm lại mẫu mới đi, thùng quay đồ nhìn cũng lịch sự lắm. Em có một cái cắt cái này nhìn thấy nó sao ta, nó dạng như nó không có sắc nét, nhìn mình làm mình không hài lòng, kiểu này không hài lòng, để nhà xài không hài lòng. Làm cái này cái nếu đường cắt cắt cái mạch giao tiếp rồi phải cắt thẳng tắp đều đẹp, còn này đưa vô á, khi đưa cái ấy vô mà nó sẽ có cái độ hở, không phải là độ hở mà cái độ chịch á, khi người ta ghim cái cổng ken, cái cổng GS 485 vô là người ta cảm giác là nó không 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 thoải mái. Anh chưa chưa xử lý đặt bên chỗ khác làm, này làm ok lắm, cái vỏ này mắc tiền làm thì ok đẹp, quay nóc dày dặn. Nhưng mà bực mình ở chỗ này, làm kiểu này chiều về chiều cự lộn đó, thôi kiếm cơ sở khác làm.